Poking. Hei, tanya tu. Napa cak ni? Nampai. Hei. Dia nak bang, yang bang. Oh. Kau nak tu dek? Tang dia tu. Wah, đau và tạ thì dạng hình như ở tận tắt nữa mà căng mặt quá nghĩa ngàn đã mà chết mà tại hiện ruộng thì thật bắt tan cái bịp 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 đỡ được. Cứ gặp lề khó tuyệt nó hoạt khó này à lòng mụt tuyệt lòng mụt nó nặng nào thân kèo hẹp lê vượt nặng thì đã đeo ngay khi bộ tàn ra nặng nặng vượt nặng nó nặng là cái này cái này nhiều vũ đồn rồi nè tuyệt này. Nó bỏ chợ thì chợ dần giờ chợ tam tam mì giờ chợ chợ supermarket ek thì ek tam chợ tam tam ek thì ek là bị ngạo phương sang này thao đó thao mọi mọi này họ có lốp thì nó nâng tạ đi được nó phúc thì nó có bắt mùng nằm gần đấy lệ nó à đấy tuyệt quá nhiều từ sang đến 8 giờ chiều luôn rồi tuyệt rồi. Rồi. Đó, chậu này. Nâng 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 phân keo thì phá ra rồi. Khiếm tóc vào tay ra. Ốt nữa. Nâng 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 nên là bụp bạc đi ra sang là lật mày ạ dạ là tôi sẽ biết thảo mấy ạ lật mặt cái cọ ạ là tôi rõ có quá như lệ rồi một mẹ là sang đây tôi đi phâu cũng là lạ rồi bỏ ra nhằm sang ngay tại con dao để tôi crack 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 crack
Very cool, very cool.
là tu cái đã chẳng có chẳng quay là tu quay gần buộc tuyệt lệ buộc ở đau của mẹ ở những ở tạ tan đó à còn là buộc Việt Nam không nằm bà rồi đọc đây chân nó chụp hết chấp là quay ra đập đi nâng lại lần nữa thả nó non tay nhỉ đập ra tôi là quay từ nia lăng hoạn rồi đó. Họ ok rồi đó. Đập nha, tuyệt nha. Rõ nó. Ui, dạng quá. Đi, nó không có gì thế nữa. Lạ cái ta, ta clắc clắc, ta clắc clắc clắc. Đập đi này. Lạ bộ đã lạ cả ta rồi mà là tu nó cắt lên sơ ác đây như như cả ta lạ rồi nó lắc lắc hèm mà lại ta họ tuyệt họ sao mới ọt tạc đây nè tạng tất đây nè tuyệt lệ nè chào các bạn hãy xem ngày này tuyệt lắm ở Canada này. Thành phố Vancouver, tỉnh Vancouver, ôi tuyệt nhiều quá nhưng mà người ta nhìn đẹp lạnh trắng trắng wow quá tuyệt vời tuyệt nhiều lắm bạn ơi trời lạnh quá cố gắng quay cho nó nhiều video chút xíu thôi không quay nhiều lắm lắm cái tay mình này không được cầm điện thoại luôn mình cố gắng thôi những chia sẻ nha các bạn ơi hãy like cho nha giúp YouTube mình nè quá lạnh nên xe Honda đi để Honda đi thì hết đó là xe hơi nhiều quá đây người ta đi bộ dân mình gặp lại dù thôi đây dù thôi wow tuyệt quá tuyệt luôn thằng một ôi chứ rồi nhiều lắm bây giờ nó qua lại nữa tuyệt nhiều quá lạnh quá chánh đồ thì tắt tắt ắt so very cold snow fall very much today có quá tự nhiên rắn đi hàng ăn cái này nhưng dân tây họ lần người họ lần người chino Canada họ Vancouver họ rồi buổi lễ này nên có quay tự nhiên có chứ nhì có dân tây ta tự nhiên chứ he 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 bye bye ắt đây